Xin chào tất cả mọi người. Car Center số 9 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. Ngày hôm nay có một chiếc C200 Exclusive lăn bánh chưa đến 10.000 km, biển số gốc Hà Nội, đã rút hồ sơ. Bây giờ quý anh chị và các bạn đăng ký về đâu thì cũng vô tư nhé, không lo tiền biển nhé. Và giá chiếc xe này bây giờ để trải nghiệm thì phải gọi là quá hợp lý luôn. 1.299.000.000 đồng. Chưa bao giờ C200 Exclusive lại rẻ như vậy. Cái thời điểm mua chiếc xe này thì khỏi phải bàn, chúng ta cũng biết giá nó đến đâu rồi. Đến bây giờ chính thức nó mất là đến vài trăm triệu rồi, quá nhiều rồi. Còn về công nghệ form dáng thì chiếc xe này 21 đã lên form mới quý anh chị và các bạn nhé. Mặt ca lăng, mọi thứ cực kỳ là sang trọng, ổn áp. Hệ thống đèn LED multi-beam, hệ thống đèn LED công nghệ mới nhất hiện nay của Mercedes-Benz. Vành mới này, đèn mới này, mặt ca lăng mới, mọi thứ đều mới luôn. Rất là ưng. Đi 2 năm chúng ta đã mất đến cả gần tỷ bạc rồi. Sở hữu chiếc xe này bây giờ nó quá là hợp lý. Lăn bánh thì chưa đến 10.000 km, chỉ có hơn 9.000 km một chút thôi. Đèn form dáng mới, mọi thứ chi tiết thì vẫn là rất bắt mắt. Và chiếc xe này thì chủ cũ khi mà mua ấy, thì đã dán đề can. Bây giờ bên em đã bóc đề can ra rồi và trả lại cái lớp sơn nguyên bản của xe là màu đen. Và vì là dán đề can nên cái bề mặt sơn của chiếc xe này phải gọi là cực kỳ mới. Sơn zin gần như là cả xe, đến 95, 96, 97, 98% luôn. Tại vì xe ngày trước là dán đề can mà đi hầu như là không có vạc về gì. Đến lúc mà lột cái đề can ra còn cảm thấy là xe nó quá mới so với năm sử dụng. Đi 2 năm mà sơn zin nó gần như là cả xe thì cũng là một thành tích khá là đáng nể. Cốp điện bấm mở rất là nhẹ nhàng. Chiếc xe này thì có nội thất là nội thất kem của anh chị và các bạn nhé. Ngoại thất đen rồi, nội thất là còn kem nữa. Một trong những cái combo có thể gọi là ưng ý nhất trên những cái dòng xe mèo. Nhìn rất là tranh xả. Cái phần ốp gỗ trên táp ni cửa này, mọi thứ rất là đẹp. Chúng ta có cả rèm che nắng cho hàng ghế thứ hai. Đó, C200 mà phong cũ này thì làm sao mà trải nghiệm được những cái như thế này. Lại còn loa Burmester nữa chứ. Đây là C200 Exclusive của anh chị và các bạn nhé, chứ không phải là C200 thường đâu. Còn cái giá để trải nghiệm thì nó quá là hợp lý rồi. Chỉ có hơn tỷ 2 thôi, 1.299. Và chúng ta đã chạm tay vào ước mơ sở hữu một chiếc sedan hạng sang đến từ thương hiệu Mercedes-Benz, đời cao, đi rất là ổn áp. Option tiện nghi, giải trí đầy đủ, không thiếu gì. Ghế chỉnh điện kèm nhớ ghế 3 vị trí cho hàng ghế trước. Vô lăng tích hợp. Thiết kế mọi thứ rất là ổn áp. Quá là ưng mắt luôn. Có lẽ điều duy nhất mà thiếu trên chiếc C200 này, C200 Exclusive này, đó chỉ là cửa sổ trời mà thôi. Chứ còn về option tiện nghi thì quá là đầy đủ rồi. Có hỗ trợ trả góp ngân hàng của chiếc xe này lên đến tối đa là được 70% giá trị xe trong vòng 5 năm cơ. Nên là quý anh chị và các bạn mua thì cứ yên tâm nhé, không cần quá lo lắng về phần tài chính đâu. Chất lượng xe thì Car Center là cam kết rồi. Phần ngân hàng nếu mà trả góp thì Car Center là cũng hỗ trợ luôn về phần thủ tục giấy tờ cho quý anh chị và các bạn làm sao để được nhanh nhất. Còn đây là khoang động cơ của chiếc xe 200 Exclusive này. Đi có 9.000 cây nên là hao mòn thật sự thì nó cũng chưa có gì. Xe nó còn chưa lăn bánh, chứ còn chưa hết rốt đa cơ. Máy móc mới nguyên, kính cong luôn. Xe đã check hãng, quý anh chị và các bạn nhé. Mua thì quý anh chị và các bạn có thể check lại cho nó thêm phần yên tâm. 1.299.000.000 đồng. Có hỗ trợ trả góp ngân hàng lên đến tối đa là 70% giá trị xe trong vòng 5 năm. Ngoài ra bên em vẫn còn rất là nhiều mẫu xe khác trong cùng phân khúc, cùng tầm tiền. Chẳng hạn như là GLC này, chẳng hạn như là những cái mẫu xe khác, Mercedes E các thứ. Rất là nhiều cho quý anh chị và các bạn lựa chọn nhé.
Một lần nữa thì em xin phép được cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.